ơi, bạn Homie coi nè, đang làm bài tập thì cái gãi này trên đầu. Rồi Homie làm đến câu số 3 nhanh, tay cũng che rồi sao các bạn thấy. Rồi đọc câu số 3 đi. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Đúng. Những từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng sau. Người sinh ra em. Rồi con lấy cho biết con ghi luôn, kế bên luôn. Người sinh ra em là ai? Nhưng mà đây là cái kẹt mà. Rồi thôi đợi đi, nhanh, các bạn đang đợi. Người sinh ra em là ai? Gạch như vậy nè, mở ngoặc ra, rồi ghi vô trong, ghi trong cái ngoặc. Người sinh ra em là ai, gọi là ai? Mẹ. Ồ đúng rồi đó. Chắc đúng á. Nhiều lúc ghi ai không biết ghi ba nữa, xỉu luôn. Rồi. Người sinh ra bố em. Người sinh ra bố em gọi là gì? Bà ngoại. Gọi là gì? Người sinh ra bố em là gọi là ai? Gọi là gì? Bà gì? Bà nội. Bà nội, đúng rồi. Bà nội, đúng rồi, đúng rồi. Bà nội. Trời ơi, tính nó bà ngoại. Rồi, câu dấu chấm. Người sinh ra mẹ em, bà ngoại. Bà ngoại, đúng rồi. Rồi, ba có một câu bonus cho con nữa nha. Câu này là câu thêm nè. Trời ơi, sao viết xuống dòng dữ vậy chị? Bà gì? Trời ơi, bà gì bà ngoại là bà gì? Rồi, ba hỏi câu cuối cùng. Người sinh ra bà ngoại của em gọi là bà gì? Bà cố. Chính xác. Rồi, thêm câu bonus nữa nha. Chồng của bà nội gọi, chồng của bà nội thì gọi là gì? Ông nội. Ôi được trời, đúng rồi. Yeah. Xong, bye bye. Trời ơi.